Ui, áo hoodie và áo khoác dài gì kia mà lại rẻ thế á? Các bác muốn thử không? Để tôi thử cho nhá. Lúc mở áo ra tôi có chút hoang mang các bác ạ. Hoang mang vì sao giá rẻ như thế mà áo tôi nhận được lại dày như thế này. Phần chữ thì là chữ thêu mà chất nỉ lại là chất nỉ không xù thế này các bác ạ. Còn về em áo khoác thì chất vải khá mềm, kéo zip ok mà hai bên túi cũng khá rộng. Bây giờ thì tôi phối đồ nhá.